Với khát khao mang công nghệ hiện đại 4.0 thay đổi nền nông nghiệp truyền thống của Việt Nam, đội ngũ Agrat của chúng tôi với tất cả đam mê và nhiệt huyết đã đem tới cho bà con nông dân chiếc máy bay phun thuốc tự động Agrat MG1P. Với khả năng mang trên mình bộ bình phun tự động 10 lít cùng chế độ vẽ bản đồ tự động, chiếc MG1P dễ dàng thực hiện quá trình phun tiết kiệm và hiệu quả hơn so với phun bằng nhân công truyền thống. Với hệ thống radar hiện đại được tích hợp, MG1P có thể nhận diện được độ cao của thảm thực vật bên dưới cũng như vật cản trên quãng đường di chuyển, giúp MG1P phù hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau. Chiếc MG1P từ nay sẽ giúp ích rất nhiều cho người làm nông nghiệp, giúp sản phẩm của Việt Nam nâng cao chất lượng và cạnh tranh được trên thị trường quốc tế.